Xin chào các bạn nhỏ. Câu chuyện cổ tích về loài vật sau đây sẽ kể về một chú vịt con có tính cầu thả. Vào một ngày đẹp trời, chú vịt con ra sông tập bơi. Nó thường xuyên cởi và vứt quần áo bừa bãi lung tung trên bờ mà không chịu cất gọn gàng, chỉ muốn nhảy thẳng xuống sông và tập bơi cho thỏa thích. Được một lúc sau, quần áo của chú vịt con do vứt bừa bãi nên đã bị dòng nước làm trôi đi mất. Sau khi tập bơi xong, vịt con liền lên bờ để mặc đồ, nhưng lại không thấy quần áo của mình đâu nữa. Chú vịt con liền òa khóc lên nức nở. Lúc này, do không còn quần áo để mặc, vịt con liền lấy chiếc lá sen to để che lên người, rồi vội vàng chạy về nhà. Trong lúc vịt con đang chạy về nhà, khi đi qua bãi cỏ thì có chú thỏ bắt gặp. Nó liền cười to và nói: "Lêu lêu bạn vịt con hở mông kìa, xấu hổ chưa kìa." Chú vịt con nghe thấy thì rất là xấu hổ, nó rẽ đành đạch lên, đành phải chạy nhanh hơn để thỏ không trêu chọc nữa. Khi chạy ngang qua khu rừng, chú khỉ đang ngồi trên cây nhìn xuống thì bỗng thấy con vịt con chạy ngang qua. Chú cũng liền ôm bụng cười to: "Nhìn kìa, vịt con không mặc đồ, lấy lá sen che người lòi cả mông ra." Chú vịt con lúc này đỏ hết cả mặt rồi, vừa chạy vừa khóc to vì quá là xấu hổ. Cuối cùng nó cũng đã chạy về tới nhà. Vừa vào đến nhà, vịt con mếu máo kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, vịt mẹ dù tội nghiệp con nhưng cũng không thể nhịn được cười và nói: "Con đã thấy tác hại của thói quen để đồ đạc bừa bãi lung tung là như thế nào chưa? Từ giờ trở đi, con phải tập thói quen để đồ đạc, quần áo gọn gàng ngăn nắp đi nhé." Chú vịt con nghe xong liền nói dạ rất to và từ đó không bao giờ vứt đồ đạc bừa bãi nữa. Các bé thân mến, qua câu chuyện vừa rồi chúng ta rút ra cho mình một bài học rằng không nên vứt đồ bừa bãi lung tung và phải tập cho mình thói quen ngăn nắp gọn gàng các bé nhé. Các bé ơi, chúng ta cùng nhau đến với câu chuyện tiếp theo thôi. Câu chuyện về cô bé tóc vàng. Có một hôm, cô bé tóc vàng đi vào rừng dạo chơi. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, cô vội vàng tìm chỗ trú. Cô chạy vào một ngôi nhà nhỏ và tìm thấy trên bàn có 3 cái bát. Một cái bát nhỏ, một cái vừa và có một cái to. Cô ngồi xuống và ăn thức ăn để trong 3 cái bát rồi tự nhủ: "Ngon tuyệt." Cô nhìn xung quanh và nhìn thấy 3 chiếc giường, một chiếc nhỏ, một chiếc vừa và một chiếc to. Cô reo lên sung sướng: "Ôi, những chiếc giường mới ấm áp làm sao." Cô chọn cái giường lớn nhất để ngủ. Được một lát sau, gấu bố, gấu mẹ và gấu con về đến nhà. Khi thấy các bát đều hết sạch thức ăn, gấu mẹ kêu lên: "Ai đã ăn hết thức ăn của chúng ta rồi?" Nghe tiếng ồn, cô bé tóc vàng choàng tỉnh dậy và kể lại cho gia đình nghe. Gấu bố biết vì sao cô lại ở trong ngôi nhà này. Nghe xong, gấu bố, gấu mẹ và gấu con mỉm cười và sau đó cùng đưa cô về nhà. Kể từ đó về sau, cô bé trở thành những người bạn thân thiết với gia đình gấu và thường xuyên lui tới chơi.
Các bé ơi, câu chuyện mà Ruby TV muốn kể ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé trong những mẩu chuyện tiếp theo nhé. Tạm biệt. Hãy subscribe cho kênh Ruby TV.